Trong bài này chúng ta sẽ thử làm những cái đám mây trôi trong cái chuyên animation của Photoshop. Đầu tiên tôi kéo cái hình đám mây vào Photoshop. Chúng ta có thể crop nó, kéo cái gai để tách cái này làm đôi, và chúng ta chấp nhận chúng ta crop nó đi, nhưng mà đừng có delete, để cho chúng ta sẽ cho nó chạy cái đám mây nó sẽ chạy. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đám, chúng ta có một hình ảnh đám mây. Bạn cũng có thể tách nó làm 3 cũng được, tách làm 2 cũng được. Bây giờ tôi tạo ra một cái frame animation. Frame animation là chúng ta có hình một đám mây. Bây giờ tôi tạo thêm một frame nữa. Và cái frame 1 và frame 2 này giống hệt nhau. Bây giờ sẽ có sự thay đổi là tôi sẽ kéo cái frame 2 này. Nó là trạng thái của ở cuối cái tiến trình của cái đám mây, có những đám mây 3D. Có nghĩa là đây là trước và đây là sau. Bây giờ tôi sẽ thêm cái phần mà những cái frame chính giữa cho cái đám mây nó di chuyển liền lạc từ trước ra phía sau. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ mới có 2 frame đây. Chúng ta chọn 2 frame này và chúng ta vào đây, chúng ta chọn cái trim, xuất hiện cái bản lệnh này, và chúng ta sẽ cho chính giữa của nó sẽ là 250 cái frame nó nằm chính giữa này. Và cái tiến trình của chúng ta sẽ là cái bức ảnh nó di chuyển, là nó thay đổi về cái vị trí. Chúng ta sẽ bỏ đi cái opacity và effect đây để cho nó chỉ tính toán về cái phần vị trí thôi. Và chúng ta bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ chờ thêm một chút để nó sẽ thêm cho chúng ta 250 cái frame ở chính giữa này. Và chúng ta đã có 250 cái frame chính giữa này. Thì chúng ta sẽ bấm thử và chúng ta sẽ thấy rằng là đám mây nó di chuyển. Đó là cái twin animation tự động thêm vào những cái trạng thái chính giữa khi các bạn cho nó trạng thái đầu và trạng thái cuối. Vậy bây giờ khi chúng ta có thể là xuất ra file thời gip, và lưu ý là chúng ta sẽ giảm dung lượng nó, giảm cái kích thước nó để chúng ta có cái sự chuyển động liền lạc trơn tru. Và tôi sẽ cho nó chuyển động forever, chuyển động mãi mãi, và chúng ta lưu nó ở document gọi là twin gif. Như vậy file đã được lưu, và chúng ta sẽ mở cái document lên để xem cái đây, chuyên viết đây, và chúng ta có được cái có được một cái file gif của những đám mây trôi.